Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng lại có mặt tại một ngôi làng mới mà một nhân vật mà hôm trước thì các bác có xem qua và em ấy lại vội vàng về. Thì hôm nay Thắng trở lại, em ấy dẫn Thắng vào một ngôi làng mà có, ngôi làng có bà em này, nhà bà em đúng không? Nhà bà em. Nhà bà em. Thì hôm trước Thắng quay video thì có một ngôi làng mà rất nhiều những cô gái đang tuổi từ khoảng 18 đến 24, 25 mà chưa có chồng. Thì hôm nay Thắng lại liên hệ lại với cả em Cái và em AR. Em AR thì tí nó đang hỏi trên kia và cùng các em nó để bắt một con lợn nhỏ nhỏ và ăn cơm ở đây cùng các em nó. Và em Cái nói rằng ở khu vực bà em nhờ thì cũng có rất nhiều những cô gái đang tuổi đó. Và sau khi Thắng quay cái video hôm trước thì cũng có rất nhiều các cô bác là đang có con trai, rồi là cái khu vực nhiều người bảo là có con là bị ế, cũng muốn tìm đến cái khu vực này, những cái ngôi làng như thế này. Tại vì ở trên vùng cao thì bình thường thì bà con đồng bào người Mông ở đây đẻ khoảng mấy người em? Bây giờ thì người ta chỉ đẻ 3 người, 4 người thôi ạ. Bây giờ thì đẻ 3, 4 người thôi. Thế thì chắc chắn là các bác biết rằng là cái giới tính nó sẽ không sàng lọc như ở dưới xuôi nhiều đúng không? Vâng. Ở đây thì con gái ở đây có nhiều bằng cái chỗ mà hôm trước không? Hay nhiều hơn? Hôm trước ạ? Chỗ này có khoảng mấy em ở đây? Mà chưa có chồng? Tầm 10 em ạ. 10 em, chưa có chồng. Và cũng đang tầm tuổi như em à? Vâng ạ. Hôm trước là chưa chia sẻ với Cái nhiều là Cái là năm nay 19 nhỉ? Dạ vâng. Năm nay là em Cái này 19 rồi. Và hôm trước cũng có người yêu nhưng mà người ta nói rằng đồn nào có địch ta cũng đánh được mà, đúng không? Vâng. Vẫn có cơ hội đúng không? Vâng ạ. Chia sẻ với cả các bác thế. Thế ở đây thì các cô gái ở đây có mong muốn sớm lấy chồng không hay là như nào? Có, rất mong muốn lấy chồng sớm. Nhưng mà không có ai lấy. Ở đây thì đa phần là họ phải chờ vào ngày Tết nhỉ? Vâng ạ. Ngày Tết thì đi chơi mới tán được gái, đúng không? Mới có các bạn trai đi chơi thì mới gặp nhau đúng không? Vâng ạ. Bây giờ cũng quen qua những cái mạng xã hội như mạng Facebook rồi. Nhưng mà do nó không thực tế đúng không? Nên là cũng hơi sợ đúng không? Đúng rồi. Đây là đi cả Tết không có người hỏi. Đi cả Tết không có người hỏi á? như em Cái này thì có người yêu đã lâu chưa? Khoảng yêu nhau được bao lâu rồi? Năm ngoái biết nhau rồi. Năm ngoái biết nhau? Vâng ạ. Nhưng mới chỉ cầm tay thôi gì? Vâng ạ. Đấy, mới chỉ cầm tay nhá. Chưa làm gì hết. Thế là mới chỉ cầm tay thôi, chưa làm gì hết. Nên các bác là cứ ok thoải mái. Đồn nào có địch ta cũng đánh được mà, đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ các bạn sẽ cùng Thắng với cả em Cái lên trên này để gặp các em gái đó. Mà các bác nào mà theo dõi mà muốn biết được Facebook của các em ấy thì hãy theo dõi Facebook của Nguyễn Tất Thắng nhé. Các bác phải đăng ký theo dõi thì nó mới nổi cái dòng hiện các Facebook của các em lên. Còn đâu các bác chỉ vào ngó thôi thì các bác không thể nhìn thấy được. Hôm trước cũng có nhiều bác gọi điện hỏi đấy nhưng mà sao không thấy, nhưng mà các bác nào phải đăng ký theo dõi thì các bác mới thấy nó cái dòng nó hiện lên cái qua cái Facebook là Nguyễn Tất Thắng đấy, và có hình ảnh đại diện là Thắng với cả người con trai của Thắng ấy. Bây giờ thì các bác sẽ cùng Thắng lên chỗ ngôi làng của bà của em Cái ở đây. Bà của em năm nay bao tuổi rồi? Chắc là em không hỏi nhé, mất chắc là 6 mấy rồi. 6 mấy tuổi rồi? Chắc 6 năm rồi. Thế vâng. Bình thường ở đây buổi tối Cái có hay đi chơi không? Em không ạ. Không đi chơi tối bao giờ? Vâng, chưa đi chơi tối bao giờ. Thế thì làm sao mà lấy được chồng? Thế là trai gái ở đây buổi tối họ có đi tụ tập không? Không có ngồi nói chuyện không? Xóm em gái ngoan lắm. Ngoan? Xóm của em Cái là gái ngoan lắm các bạn ạ. Đấy. Bây giờ thì trên kia đúng không? Vâng ạ. Ngay trên này thôi. Vâng. Đấy, các bác sẽ đã nhìn thấy AR rồi. Và các cô gái thì bây giờ các bác sẽ cùng Thắng lên đấy xem các cô gái ở đây có khác cái cô gái ở làng hôm trước không nhá. Hôm nay là em Cái em sẽ giới thiệu cho Thắng là các em gái ở đây xinh và đang đặc biệt nữa là đang muốn lấy chồng. Đây nha. Trên này thì đúng là toàn gái xinh. Đấy, đây là đến nhà bà của em
gì nhỉ? Cấy rồi nhỉ? Vâng ạ. À, đây là nhà bà. Ai rồi ôi, chào các em gái. Xinh quá, hôm nay lại gặp A giờ đây rồi. Rồi em chào anh Thắng nhá. À, hello. À. À. Chào các bác. Vào đây, ở đây mấy mấy em ra đây. Ui giời ơi. Vào đây. Ui giời ơi. Đây, mấy em này đúng là đang tìm có người yêu à? Hay như nào cái? Đang là bị ế. Đang bị ế à? Thế em thấy tên là gì? Hả? Em Dua. Dua? À. Em Dua. Em Dua năm nay bao tuổi rồi? 17 tuổi. 17 tuổi mà đã lo ế rồi á? Hả? Thế Dua đã có người yêu chưa? Chưa. Chưa có người yêu, thế thích anh như anh A giờ không? Hay anh như nào? Hả? Không biết. Không biết nữa. Ôi trời ơi. Tối có hay đi chơi cùng Mỹ không? Hay là không đi chơi bao giờ? Không ạ, bọn em không đi chơi bao giờ. Thế à? Thế là đã ở quen ai xóm. Trên Facebook chưa? Có thể ở chung xóm nhưng mà không chưa. Bao giờ gặp nhau. Cũng chưa quen anh nào? Vâng. À, thế mong muốn là sang năm lấy chồng à? Chưa biết. Chưa biết á? Đây, bác nào mà muốn làm quen với cả em Dua vào Facebook của Đất Thắng nha. Thế đây còn em gì? Em tên Dua. Cũng Dua? Hôm trước cũng là hai em Mỹ, hôm nay là lại cũng hai em Dua nữa. Thế năm nay em bao tuổi rồi? 16 tuổi. Ôi, trẻ đấy nhỉ. 16 tuổi thì chưa ế được đâu mà lo. Đây đội này là trên bản là hình như là 16 tuổi là lo rồi à? Thì bên trên này người ta 14, 15 đã lấy chồng hết rồi. Không, bây giờ như này nhá, luôn là trong cái việc mà anh em Thắng quay video như này nhưng mà phải nói để cho các chị em biết được là mình mà 16, 17 tuổi là chưa được phép lấy chồng đâu. Nhà nước người ta chưa cho phép lấy chồng. Đấy, lấy là bị phạt đấy. Đúng ạ. Như em Mỹ này thì lấy được cái này. Em Mỹ năm nay 10, em cái này là lấy được cái này. Là 19 đúng không? Vâng ạ. Sang năm là 20 à? Vâng. Đấy, sang là năm. Năm nay cũng chưa đến tháng 19 đâu. 18, tính 18 thôi. 18 là pem được rồi. Đấy, là lấy được rồi. Lấy đấy, đấy thì còn được. Còn đâu là như em này 18 đúng không? 17. 17 năm là đến tháng mấy mới là sinh nhật? Tháng 6. Tháng 6 thì tháng 6 mới là 17 tuổi đúng không? Hay là 18 tuổi rồi? Tháng 6 18. Đó, thế thì còn 6 tháng nữa là mới được ngo ngoe nhá. Bây giờ thì tạm yêu được thôi. Nhưng mà chưa được manh động đâu nhá. Còn em này 16 tuổi thì chưa được nhá. Đấy. Em này là tên gì? Tên Thảo ạ. Thảo à? Ừ. Ui, tên giống người dưới xuôi thế? Người dưới xuôi ấy nhỉ? Người dưới xuôi à? Hay là người... Người trên này ạ. Người trên này à? Vâng ạ. À, năm nay em bao tuổi rồi? Năm nay 18 ạ. À, 18 thì được. Mình lấy chồng được rồi. À, 18 thì còn ok, còn đâu. Các em mà bảo là như em này 16 là chưa được đâu. Vâng. Em này là mới nhú rồi, mới lớn rồi là chưa được nhá. 16 như em... gì nhỉ? Anh hay quên tên thế. Dua. Dua. À, Dua đấy. Bạn này đều tên Dua. Em Dua này là như này là chưa được. Đấy là anh khuyên bọn em nhá. Đấy là Mỹ ở đây là Mỹ lớn cái. Đấy, anh lại cứ nhớ cái em Mỹ 24 hôm nọ. Hình như em Mỹ 24 hôm nọ là có người yêu lấy bảo là có người xã khác sang hỏi luôn à. Vâng ạ. Phải không? Chị đấy có người thích lấy lắm. Thế à? Có người thích lấy lắm à. Thế là bảo sang dắt đi luôn à. Hôm đấy sợ mất luôn à. Ồ, đấy Thắng quay lên video cái là bốc bay luôn trong một nốt nhạc đấy các bạn ạ. Đấy, như em này thì là đấy được, em này thì được, em này được, nhưng em này là chưa được. Đấy. Đấy, A giờ ở đây là cũng phải thế là kết hợp là tuyên truyền vận động cho bà con luôn. Vâng. Các anh chị em chưa đến tuổi, con trai là phải 20, con gái là phải 18 thì mới được lấy phép lấy chồng, lấy vợ nhá. Đấy, còn thôi được rồi, cái em này thì tháng 6 này thì có thể là giới thiệu được rồi. Vâng. Ừ. Rồi bây giờ đi vào nhà, nhà em này đúng không? Vâng. À nhà bà của em Mỹ à? Vâng. Cũng bà luôn à? Vâng. À thế mời vào trong nhà đi. Ừ. Đấy, vào trong những mát thế, trong này mát nhờ. Mát. Ồ, nhà chỉnh đường mát. Em Thảo này cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ. Ừ. Vâng. Đây. Ồ, hôm nay có nhà này có món gì nữa đấy? Đấy, ngồi ngồi đây, em ngồi đây. Đây em ấy ngồi ngồi ra đây, ngồi gần anh ấy này. Đây em Thảo chủ nhà ngồi trên này. Ờ. À. Đấy. Có món gì hả? Để mời anh Thắng đây. Món là cái gì? Món này là mềm mén à? Ôi. Không,
Hôm nay này không có gà. Đây là Thắng trêu tí thôi. À, Thắng đã xong cái công việc ở Hấu Chua mà trên đường đi về. À, thực sự là Thắng trong ngày nay, chiều nay là Thắng phải về đến thành phố Hà Giang rồi. Và kết thúc cái 4 cái ngày vừa qua, Thắng đi rất là nhiều. Và đi hôm qua thì cũng vừa chạy vào chơi với người em 3 giờ rồi. Hôm nay thì Thắng đi đường về này, đi qua Bảo Lâm, Bảo Lạc thì cũng nói chuyện với cả em Cái thì mới cả em A giờ thì qua đây làng của các em chơi. Toàn gái thôi. Thực sự là ở đây thì nói thật là các cô gái trẻ là chưa biết đến tiếp cận đi. Em như em được học đến lớp mấy? Lớp 9. Lớp 9, em là được học lớp mấy? Học đến giữa lớp 11 ạ. Giữa lớp 11, có nghĩa hết kỳ 1 sang kỳ 2. Vâng, cô giáo ốm mình không học nữa. Đúng không? Hả? À, hay là mình ốm? Mình ốm ạ. Mình ốm à? Đấy. Đấy là các bác biết là. Còn như em này học lớp mấy? Lớp 10 ạ. Lớp 10. Vâng. Đến kỳ mấy? Bây giờ vẫn đang học à? Không. Không học rồi. Ờ đấy là như cái học lớp mấy? Em học hết lớp 9 ạ. Đấy, lớp 9 thôi, thế nên là A giờ thì lớp 5 thôi. Lớp 5. Các em là anh nói với các em này, thứ nhất là mình đang độ tuổi này thì vẫn ở nhà giúp đỡ bố mẹ được. Đấy, mình bố mẹ mình sinh ra mình thì mình phải giúp bố mẹ mình một thời gian đến khoảng 19 đôi mươi thì khi cái con người, cái cơ thể của mình ấy nó đủ hết những cái, nói chung là về con gái nhá, anh cái câu nó hơi tế nhịn tí. Nên là anh nó đầy đủ hết rồi thì các em có thể tiến hành đến hôn nhân. Đấy là có thể yêu đương. Tất nhiên thì bây giờ thì bạn bè thì không sao. Đấy, bạn bè thì được. Đấy, hoặc là những cái chuyện kia thì mà để nói đến cái chuyện mà hạnh phúc gia đình cái thứ là chưa nên. Đấy, khi nào các em đến độ tuổi mà nhà nước người ta cho phép mình đi lấy chồng thì mình mới lúc đó, thứ nhất là mình đầy đủ về cơ thể, con người, sức khỏe đầy đủ để có thể đảm bảo sinh nở. Thứ hai nữa là lúc đó mình có đầy đủ chín chắn rồi thì lấy chồng lấy chiếc về mới ấy được nhá. Còn bây giờ thì cứ ở nhà cắt cỏ giúp đỡ bố mẹ nhỉ. Đấy nhá. Đấy là khuyên các em là như vậy. Như em này này đấy. Còn như các em này thì Thắng, Cái này, các thứ này, Thảo này này thì cũng có thể giới thiệu được. Đấy thì các cô bác nào mà xem qua video thì vào mắt em nào thì có thể làm quen, tìm gặp để, tại vì có bác này nói Thắng ơi, tôi ở Hồ Thác Bà đây, ngay gần nhà Thắng đây, muốn làm quen cho một số cô. Nhưng mà nói thật là con gái trên vùng cao thì đấy là rất là e thẹn đúng không? Ít khi va chạm rồi là ít khi đấy. Công nhận là thôn này cũng rất là nhiều bạn gái nhưng mà họ cũng giỏi nhỉ. Ừ. Nói tiếng phổ thông rất là ok. Giỏi, nên này là được đi học là cũng biết nói tiếng phổ thông. Ừ. Biết sử dụng này, thứ nhất này, smartphone này. Ừ. Đấy. Sử dụng này, smartphone này. Đấy. Biết sử dụng smartphone này. Đấy. Ba cái rất smartphone. Rất là hiếm có như cái thôn bản mà đấy, nhiều như này. Này là cũng không khác gì con gái ở dưới xuôi đâu. Đặc biệt là như em Cái này, đấy. Da trắng như hoa lê hoa mận, môi thì đỏ như nụ đào mới nhú. Đấy nên là và sử dụng điện thoại thì rất là nhanh nhẹn. Nên là các bác có thể nếu làm dâu ở dưới xuôi cũng có thể hợp lý. Đấy, như em này cũng được này. Đấy, hai em này đều được hết. Đấy, xinh gái, trắng trẻo. Đã đi làm ở ấy chưa? Đã đi lại xuống dưới xuôi làm bao giờ chưa? Xuống chưa. À, em này xuống rồi, em này thì chưa? Chưa. À, đi xa nhất là đi đến đâu? Cần chết đến miền Bắc. Chưa ra đến thị trấn á? Đến rồi. Đến thị trấn được mấy lần rồi? Hai, ba lần. Hai, ba lần. Đấy, chính tỏ các bác thấy là bản ở đây rất là xa xôi. Từ chỗ A giờ đi ra là 30 cây nhỉ? Hơn 30 cây. Hơn 30 cây, còn từ đây đi ra nhà A giờ bao cây? 18 cây. Đấy, nên là để đi ra được thị trấn mà đường này là xe không thể đi vào được. Và Thắng đi xe máy. Rẽ vào đây mới là A giờ là đi bằng xe máy. Đấy, để các bác biết là rất là khó khăn. Em có một chút bánh kẹo. Thế mà quên mất, đây là bánh kẹo mang đây cho các em ăn. Đấy. Thế nhà em này cách đây xa không? Đã có ai hỏi có anh nào muốn cầm tay chưa?
Có rồi á? À? Tuyệt đối không được cho thằng nào cầm tay đâu nhá. Nhớ chưa? À, bảo là em năm nay mới 16 thôi. Có rồi á? À? Nó cầm vào đâu? Hả? Nó định cầm thôi gì? À, thế thì cẩn thận nhá. Nó như nào? Thế nó định như nào? Bảo anh Thắng xem nào. Hả? Không biết á? À? Nó cứ nó lao vào mình không? Không. À. Đây là phần bánh của anh Thắng. Ôi dồi, của A giờ. Anh làm gì luôn. Nhưng em cái bây giờ là ví dụ có người yêu muốn cưới là cũng lấy luôn mà. Ừ, không bao nhiêu nó em mới bảo lúc nãy nói chuyện với anh rồi, tâm sự rồi, bảo là nếu mà có anh nào đẹp trai hơn thì vẫn có thể được. Này ăn bánh đi, em ăn bánh đi. Nhà mọi người đi đâu hết, là làm nương hết à? Không ai ở nhà đi làm hết à? Những ngày này à, hóa ra A giờ là điện hẹn trước à? Vâng. Phải điện thoại hẹn à? Các em cũng ở xung quanh đây mà. Ờ. Rất là hiếm có cái bạn làm thấy toàn gái như này đây. Ừ. Bây giờ đi các bạn đi chơi hết rồi. Do cái mùa này không rảnh đâu. Ừ. Mùa này không rảnh rồi, người ta đi làm nương trồng ngô các thứ. À, bảo Thảo múc cho ít mèn mén với cả mang bánh đây ăn nhá. À, mang bát đây. Ăn đằng nào cũng đi về hôm tí nữa đói. Em thua. Này, mời em gái bé. Em bé me me này. Em tù me me. Ăn đi, em thì tự bóc đi. Vâng ạ. Anh thì không bóc cho em. Em anh A giờ với lại anh Thắng nhá. Ừ. Em cái này là đi đợt trước bảo đi Bắc Ninh rồi nhỉ? Em đi mỗi 3 tháng thôi. Đi 3 tháng thôi à? Nhưng mà ngoan lắm, đi không làm gì hết. Làm gì mà anh có thấy đâu. Nhưng mà nói thật á, em đi làm. Làm được bao tiền? Em làm được 21 triệu ạ. 21 triệu? Vâng ạ. Ủa, rất nhiều chứ sao không đi làm tiêm? Bố mẹ không có ai ở nhà, không nhà. Thế à? Vâng. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em cũng có nhiều nhưng mà mấy đứa em gái, em trai đi học hết rồi. Ừ. Vâng. Ủa, em không bóc được. Nhưng mà ngoan lắm à, không làm gì đâu gì. Không làm gì. Nhưng có anh nào định cầm tay không? Cũng có nhưng mà không cho. Cũng có nhưng mà không cho. Chứng tỏ A giờ đi sang bên này xa ấy nhỉ? Vâng. Bên này A giờ có ai là anh em không? Ở đây là cũng gần đến nhà bố vợ của A giờ. À, gần đến nhà bố vợ A giờ à? Ui dồi, thế thì chính tỏ là gái ở khu này sinh là cũng do nguồn nước một phần đấy. Vợ A giờ rất xinh nhá, phải không em? Vâng ạ. Xinh mà, vợ A giờ xinh thật. Anh cũng khen mà. Đúng, anh nhìn thấy anh cũng thấy vợ A giờ xinh mà, xinh gái lắm. Ừ. Ở khu này. Là bên cô của các em, vợ em ấy cũng hay nói là vợ A giờ xinh. Ờ, đấy. Vợ... Anh cảm ơn. Ê, A giờ hạnh phúc nhờ. Ồ, món này. Ừ, đây là... Ừ. Giới thiệu chút là các bác thấy được là nhà em Thảo hôm nay là đây vào giữa buổi, không phải giữa buổi mà giữa 12 giờ rồi mà nhà em chỉ có mèn mén này mấy cả rau cải nhạt này, đây là bánh mua về à? Tự làm ạ. À? Tự làm á? À? À, bánh này là bánh gì đây? Bánh chưng, không phải bánh trưng hay là bánh gì? Bánh gì? Xấu hổ à? Đây. Tự làm bánh này. Đúng rồi. Bánh này là gạo nếp trong bên trong thì không biết là cho thịt hay là cái gì. À, xem mua chỉ hai lỗi. Rồi, rồi sao? Mua chỉ hai lỗi. Chính rồi. Không biết nói là bánh gì á? À? Theo tiếng Mông thì gọi là bánh gì? À giờ hỏi nào. Dôm lậu. À. Dôm đen. Gọi là bánh trưng à? Vâng ạ. À. Cái bông nào? Để làm miếng mà. Cái này là ở đây ăn tỉa hết à? Hay là như nào? Ở đây gia đình ăn bằng đũa hay là ăn bằng môi? Bằng đũa hả? Vâng, nhà bên em toán là bằng đũa với lại bát thôi. Ừ. À có bát ăn, ok. Nên làm bát mèn mén. Em làm bát canh. Ừ. Canh rau chua này tuyệt vời đấy. Thế à? Ừ. Canh rau chua là tuyệt vời đấy nhỉ? Ủa? À bánh này bánh do rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Thế yeah. Ừ. Ngon đấy. Bánh này được mà.
Cái này nó khéo phết đấy nhỉ. Đi làm dâu thì làm được. Được ấy. Ừ, được. Ừ. Thằng con lấy. Ừ. Thế mà bảo em có người yêu rồi. Mẹ em bảo là chó lấy thôi, không mẹ... có ai lấy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chó không biết lấy người. Mẹ ạ. Ờ. Đây. Bánh này ngon đấy. Bên trong là cho thịt yes. hay là cái gì? Cho cái gì không? Không có gì. Thế thì cái này là nghĩa phải chấm mật ong. Ừ, gói bao hôm rồi? Được 2 hôm rồi. Được 2 hôm rồi. Ngắm ít canh, nó mát người. Cho đỡ khan nước. Ồ, cứng lắm. 2 hôm rồi mà cứng. Gạo nếp nương à? Nhà em làm ra à? À. Bánh này được đấy. Nếu mà cho ấy vào nữa thì gọi là bánh chưng gù đấy. Đúng không? Cho nhân vào ấy. Dạ. Ừ. Nhà em vừa có mấy chị em? Không có chị, không có em đâu, một mình em thôi. Đi em đi rửa tay đi. Anh thôi. Không tí nữa có đấy. Ừ. Có bao nhiêu người anh trai? Hai người mà. Là năm nay đang lớp 12. Một anh lớp 12 à? Vâng, anh lớp 12. Trước trẻ em cũng học. Cùng lớp luôn. À giờ sang đây ngồi này. Bên này hả? Ừ. Đấy cho em ấy ngồi đây. Em ngồi đấy. Em ngồi đấy nó sáng hơn. À giờ ngồi bên này cho nó tối hơn. Đấy, hôm nay ăn cơm ở đây mới cả nhà em Thảo. Nhà em Thảo có mấy người? Là bên ngoại hay là bên nội? Bên ngoại em ấy. Bên ngoại có 3 người ạ. À, ba chị em à? Không, 3 anh em. Thế à? Em là con cả. Thế à? Đây, cho em miếng đầu tiên. Vâng ạ, cả gương nhá. Đây, cho em. Lấy ra xe điện thoại. Cho em. À, cái này có nhân mà, đúng không? Vẫn có nhân thịt thế đây. Ờ. Phải em, chưa bóc. Cho các em thì em không ăn. Em à. À giờ sợ béo đúng không? Hả? À? Nà, em chào anh nha. Ừ, ôi, nói to thế. Anh giật mình chết. Nói nhỏ thì anh lại không nghe. Ừ. Thế em này đã có ai cầm tay chưa? Chưa. Chưa á? Vâng. Thật không? Thật. Ừ. Thế có anh nào định cầm tay chưa? Hả? Có rồi. Có rồi á? Chết rồi. Mấy em xinh gái tuyệt vời. Mấy em này toàn bị là các anh em là định cầm tay thôi. Chết giờ. Nhưng mình có thích anh ấy không? Có thích? Không. Không thích đâu thì. Để yêu cơ đúng không? Yêu là tiếng mông nói như nào nhỉ? Nhịa. Nhịa thôi. Nhịa thôi hả? Vâng ạ. Cứ nhịa là yêu à? Nhịa là yêu thôi. À. Gọi anh yêu em thì là nói như nào? Cú lú cò. Cú lú cò thì. À, hôm trước mình vừa hình như hỏi là sao nhỉ? Phải không nhỉ? Cú lú cò nhỉ? Vâng. À. Cú lú cò là anh yêu em à? Vâng ạ. À. Ăn đi, mấy em ăn đi. Anh ăn mèn. Bọn em ăn đi. Nếu mà dịch xa thì kiểu là người ta nói rất là cao, kiểu là nói là tao yêu mày thôi. Tao yêu mày, à. Tao yêu mày là cu nhỉa cò. Vâng ạ. Đúng không? Vâng. Gọi là tao yêu mày. Vâng ạ. Ừ. Đấy. Bác nào mà thích con gái người Mông nhá, là phải nhớ câu mà Thắng nói nhá. Là, mấy cả em cái em vừa nói nhá, là chỉ nói là tao yêu mày thôi chứ không phải nói anh yêu em đâu. Anh yêu em nó là tây quá nhỉ? Vâng ạ. Đúng không? Người Mông toàn nói tao mày thôi đúng không? Vâng. Tại vì là bố thường thường nhiều người Mông còn gọi là nó mà. Đúng không? Vâng. Dịch ra vẫn gọi là nó mà, nói tiếng Kinh vẫn gọi là nó mà nhỉ? Vâng ạ. Ăn đi các em, ăn đi. Mời. Mời em Thảo nhé, mời các em nhé, mời vâng. Mời các cô bác. Vâng. Anh này nhạt không có cái gì luôn. Đúng, đúng không? Ừ. Cho xin mấy hạt muối nào. Ừ. Có muối không? Có. Ừ. Cả ngày chưa ăn gì hết. Cả ngày em chưa ăn gì à? Vâng ạ. Em vội may quần áo lắm. Thế à? Cũng biết may quần áo à? Vâng. May váy à? May quần, may... Cho bà con đấy. Vâng ạ. Ừ.
một tháng thì nguyên muối không này? Dạ, phải ra chợ bán à? Vâng. Hay là họ đến nhà mua? Kiểu là người ta vẫn ra nhà mua, với lại mẹ lấy đi bán bên chợ. Ừ. Bán bao tiền một cái váy, cái áo đấy? Váy 80 hoặc là 100. Ừ. Còn áo thì áo mà mình hay mặc, nhưng mà bên này không có anh mặc thấy. Thế à? Vâng ạ. Ừ. Quần thì phải 30 thôi. Ngon quá. Tuyệt vời. Tham nhìn thế. Ngồi như kiểu có gái xinh nhiều nên là anh em ăn cũng khỏe. Ăn nhạt vẫn ngon. Ăn gì cũng thấy ngon nhỉ. Đúng là bữa nào có gái xinh như này thì đúng là chết chệt. Thế mấy em này mà bảo đi xuống thành phố lấy chồng có đi không? Chắc là không có ai lấy. Hả? Ra thành phố không lấy. Em có đi không, Dua? Có duyên là đi đúng không? Không có ai lấy đâu. Không có ai, biết đâu được ấy. Có người thành phố họ bảo là đi xuống đây lấy chồng thì sao? Có thì cũng đi. Đi gì? Đi rồi chết dở nhá các bác nhá. Có thích các anh người Kinh không? Hay là thích có các... nhưng mà họ không thích mình. À có nhưng... Thế bây giờ nếu mà muốn lên hỏi lấy em ấy thì khoảng bao tiền? Em không biết. Hai mấy triệu? Hả? Chắc 21-22 gì đó thôi. Khoảng 21-22 thôi. Thế cũng bình thường thôi nhỉ? Tại vì là khách cưới ở đây là họ đa phần tầm đấy thôi đúng không? Vâng ạ, bên này. Bên bọn em là người ta ăn ít thôi. Ừ. Gái đi làm, đi lần sau người ta ăn ít thôi. Kiểu là người ta bảo là con của mình đi lấy chồng rồi mình cứ ăn nhiều là con của mình sẽ khổ lắm. À, có nghĩa là mình mà đi lấy chồng, con mình mà đi lấy nhà người khác mà mình lấy đắt tiền nên là về là họ lại ghét đúng không? Vâng ạ. Ừ, tức là khoảng 21-22 à? Vâng. Ừ, thế là... Chị gái của em, mẹ bố mẹ mà 12 triệu. 12 triệu thôi á? Vâng. Chị gái của em ấy? Vâng. Rẻ thế? Rẻ thôi mà. Ừ, thế con ngoài ra còn phải thêm cái gì nữa không? Không ạ. Không thêm cái gì nữa? Nguyên tiền mặt là 12 triệu thôi? Vâng ạ. Ờ, à, thế là rất là cải tiến đấy. Nó do từng các thôn. Ừ. Có những thôn bản khác thì nó có thể 30 triệu cũng có. Đúng rồi, có thôn, có nhà 40 triệu thôi. Đây cũng có. 40 triệu ở ngoài, bên chỗ đường Mã Pì Lèng anh quay nhà hai cô kia, một cô 40, một cô 30. Vâng. Hai anh em lấy 70. Bây giờ bọn em có một em trai ở bên đấy, lấy vợ bên Năm Tòng về họ ăn 80 triệu luôn. Lấy 80 triệu? Vâng. Ừ, thế chờ bán mấy con bò à? Đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế như em nhá, nếu mà gặp được người mà yêu thật sự nhá thì bảo bố mẹ là, thôi con chỉ 5 triệu thôi. Nhờ? 5 triệu được không? Hả? Chắc được. Được, anh đếm tiền luôn. Thôi, thắng trêu một chút thôi nhá. Trong video mà có cái gì mà không phải thì mong các bác bỏ qua cho. Thắng đến đây chơi với cả gia đình nhà em Thảo và các em ở đây, rồi em A giờ nói chuyện và tâm sự với cả các em, và đôi khi trong video nó có cái gì nó hơi quá thì mong các bác bỏ qua. Đến đây Thắng chỉ muốn nhắn nhủ với cả các em gái, rồi là các em trai của bản người Mông, khi chúng ta đầy đủ tuổi và được nhà nước cho phép thì chúng ta sẽ tiến hành đến hôn nhân, còn bây giờ thì chưa đủ tuổi thì chúng ta nên làm bạn bè. Đấy, và rất mong rằng là các em đó, những cái em như này sớm sẽ tìm được những cái người mà mình yêu, chứ không phải còn như kiểu ngày xưa là bố mẹ, thường là bố mẹ bảo đúng không? Vâng ạ. Ừ, thích anh này, thích anh kia, phải lấy anh này, anh kia đúng không? Vâng. Đấy, rất mong rằng là những cái em gái ở bản người Mông cũng sẽ tìm được đúng những cái người mà mình thích đấy, để mình lấy làm chồng và sẽ có được một cái cuộc sống ấm no để sau này cống hiến cho quê hương Mèo Vạc, rồi là cái mảnh đất của mình sống đây nó giàu có và nó văn minh hơn. Đó. Như hôm nay vào nhà em Thảo, mặc dù nhà em rất là nghèo nhưng mà phải nói rằng là rất là sạch sẽ. Đấy. Anh nhìn qua cái nền nhà cái là anh biết là nhà nào sạch.
có những nhà người Mông vào ở rất là lộn thuộn mà vệ sinh không sạch sẽ. Đấy, nhưng nhà em này đồ đạc rồi là bếp biếc, mặc dù là buồng biếc cũng là tranh tre vách lá thôi, nhưng mà nhà em ở rất là sạch sẽ. Đấy là có một cái hiểu biết đấy, ở cái khu làng này là thường hình như là sạch, đúng không? Vâng, vâng. Đi từ đầu ngõ dưới kia lên cũng thấy sạch sẽ. Đấy, phân trâu phân bò không thấy có này, rồi là ăn ở gọn gàng, chuồng lợn chuồng gà anh cũng ngó qua thấy rất là sạch. Thế này là rất mong rằng là bọn em cần phát huy hơn nữa nhá. Mình là con gái, sau này lấy chồng thì là người mà sạch hay không ở trong nhà ấy là chính là người con gái đấy. Nhá, chúc em là nhà gia đình Thảo là vui vẻ, có một cuộc sống ở đây là êm ấm, và chúc các em, tất cả các anh chị em ở đây là cũng có sức khỏe và tìm được đúng người mình muốn. Và bác nào mà muốn qua lấy Facebook của các em ấy thì qua Facebook của Tất Thắng nhé, để lấy Facebook của các em ấy. Đặc biệt là em này này, có người yêu rồi nhưng mà cứ tán bình thường. Đấy. Tại vì em ấy vẫn còn có cho lối mở mà nhỉ. Vâng, anh nào tán vẫn được đúng không? Chưa lấy chồng là vẫn cho được. Đấy, chưa lấy chồng là vẫn được. Đấy, nên là các bác đấy. Và đến đây thì Thắng có gửi tiền đấy cho gia đình em Thảo, có mèn mén cho Thắng ăn rất là ngon, một bữa mèn mén rất là tuyệt vời và hạnh phúc. Và cuối cùng Thắng sẽ kết thúc cái video của mình đây. Này em Thảo, cầm đi, cầm đi, sao không ngại đâu. Ôi rồi mèn mén và bánh rất là ngon mà Thắng thấy rất là tuyệt vời. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo nhé. Xin chào, chào các bác. Bye bye các bác.